bài tập bản lề khớp háng, hip hinge là bài tập cúi người, gập háng ở tư thế đứng. Mục đích làm mạnh chuỗi các cơ phía sau cơ thể. Động tác này tương tự như khi bạn cúi chào hoặc cúi người với lấy đồ vật với cột sống thắt lưng giữ thẳng. Đây là một động tác thường sử dụng hàng ngày. Bài tập bản lề khớp háng cơ bản. Đứng thẳng với hai chân rộng bằng hông. Cột sống thắt lưng ở tư thế trung gian, còng ớn nhẹ, hai vai thả lỏng. Mắt nhìn thẳng về phía trước. Đặt hai tay lên hai bên hông. Hoặc bạn cũng có thể đặt một bàn tay phía sau lưng. Bàn tay kia ở trước bụng để cảm nhận sự co cơ và giữ cột sống thắt lưng ở tư thế đúng. Siết chặt các cơ cốt lõi, với hai gối hơi gập, hãy gập háng và từ từ cúi người về phía trước xa nhất mà bạn cảm thấy thoải mái. Sau đó từ từ quay trở lại vị trí bắt đầu. Thư giãn và lập lại. Đảm bảo giữ thân mình thẳng, tránh cong lưng và thăng bằng tốt. Một cách để đảm bảo bạn giữ tư thế đúng là đặt một thanh gỗ dài hoặc cây gậy phía sau lưng giữ sao cho cây gậy luôn tiếp xúc với mông, lưng trên và sau đầu của bạn. trong lúc giữ gậy ở sau lưng, hãy thực hiện động tác bản lề khớp háng. bạn có thể tăng tiến với tạ tay, dây đàn hồi hoặc chuyển sang bài tập bản lề khớp háng một chân. bản lề khớp háng với một chân, đứng trên chân cần tập bàn chân kia chạm mũi chân và nhấc gót chân khỏi sàn. Đưa hai tay về phía trước ở độ cao ngang vai và đan hai bàn tay vào nhau. Đảm bảo gồng các cơ cốt lõi. Từ từ gập háng cúi người về phía trước trong khi đưa bàn chân ra phía sau. Kiểm soát thăng bằng trong khi thực hiện động tác. Từ từ trở lại tư thế ban đầu. Thư giãn và lập lại. Hãy giữ hai tay, cột sống và chân thẳng, chỉ xoay người về phía trước với khớp háng là bản lề. Đây là một bài tập tốt cho chuỗi các cơ phía sau lưng, chân và cho thang bằng